Ở trong video này mình sẽ đi trở lại kiến thức về kỹ thuật, nhưng có sự kết hợp giữa kỹ thuật và tài chính. Cụ thể hơn, sau một thời gian đi làm, chúng ta sẽ nhận ra là gì? Mình thiếu một số kiến thức cơ bản hay là cái cách tư duy đúng đắn. Thế thì hôm nay mình sẽ đi vào cái kiến thức về tài chính và sản xuất. Cụ thể đó là cái phương pháp tư duy để cắt giảm chi phí dành cho doanh nghiệp sản xuất nhựa, hay là Plastic Injection Molding. Ok, vậy thì cái video này tôi nhận được những cái gì? Câu trả lời là tôi nhận được hai thứ. Kiến thức số 1, tôi tìm hiểu về chiến lược giá, Pricing Strategy. Và kiến thức thứ hai là phương pháp tư duy cắt giảm chi phí. Ok, đầu tiên đi vào Pricing Strategy về chiến lược giá. Thì đầu tiên mình sẽ chia cái quá trình ấy để một công ty người ta phát triển một sản phẩm nhựa, từ cái khâu là gì, báo giá, cho đến cái khâu là tính toán, thiết kế về sản phẩm, rồi là về các cái công cụ, dịch, giá, khuôn, gối, về phương thức sản xuất, và cuối cùng là chốt giá cho một cái sản phẩm. Đối với một cái chiến lược giá, nó sẽ đi thông qua 5 cái bước chính như thế này. Trên thực tế, tùy vào công ty, hệ thống, sơ đồ, tổ chức, người ta có thể chia nhiều, chia ít hơn cũng được, nhưng đấy là cách chia của mọi người. Còn đây là cách mình chia, mình tổng hợp theo cái ý hiểu và những cái kinh nghiệm mà mình có. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái bước số 1 đi, mang tên là dự toán chi phí. Thì đây là cái bước rất là quan trọng ở trong cái chiến lược giá này. Cụ thể nhé, ví dụ đây là bạn, và bạn ấy sẽ có những khách hàng bên ngoài, tức là họ đến thuê công ty của bạn để gia công khuôn này, sản xuất sản phẩm ép nhựa. Cái thứ hai là nếu mà bạn không làm việc cho các khách hàng bên ngoài ấy, thì bạn sẽ tự tạo ra sản phẩm của mình và đem bán ở trên thị trường. Ví dụ như là Lock and Lock, đấy là một cái hãng gia dụng ấy, mà người ta sản xuất rất nhiều sản phẩm từ nhựa này. Hoặc là như bạn nhìn thấy Xiaomi, người ta cũng tự sản xuất ra rất nhiều thiết bị từ quạt điều hòa. Thế thì những cái đấy đều có những chi tiết được ép từ nhựa. Thì đấy chính là những doanh nghiệp mà tự họ phải tạo ra các cái sản phẩm và đem đi bán. Thế còn ví dụ như là một cái ô tô, người ta đi thuê bên ngoài để ép một cái tấm cản gió gì đấy ở trước cái mui xe, thì đấy là khách hàng bên ngoài. Thế thì được rồi, ví dụ nhé, bây giờ dù khách hàng bên ngoài hay bên trong thì chúng ta không quá quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm là gì? Cái sản phẩm chúng ta muốn tạo ra đây là một cái tay cầm chơi game, ví dụ như là Xbox của Microsoft đi. Thế thì đầu tiên bạn sẽ bắt đầu nhận được cái sản phẩm này. Lúc này cái sản phẩm của chúng ta vẫn còn tồn tại dưới dạng là bản vẽ, ví dụ CAD hoặc CATIA gì đó, phụ thuộc với cái phần mềm mình đã vẽ ra cái sản phẩm này. Từ đây, cái người đánh giá cái sản phẩm này đầu tiên phải nắm được thông tin về số lượng. Một tháng, một ngày hay là một năm sẽ sản xuất bao nhiêu nghìn cái sản phẩm tay cầm chơi game này, và sản xuất trong bao nhiêu năm. Ví dụ sản xuất số lượng là 100.000 sản phẩm, nhưng mà vòng đời chỉ có 2 tháng thì rủi ro chẳng hạn. Đấy chính là những cái tư duy mà chúng ta bắt đầu nhận ra khi mình bắt đầu có nhiều kinh nghiệm hơn. Cái yếu tố thứ hai là phải căn cứ vào cái chất lượng. Ví dụ cái sản phẩm này nó chỉ yêu cầu cái chất lượng gọi là bình thường thôi, thì nó cũng dễ dàng là làm ra được cái sản phẩm này một cách giá rẻ. Nhưng nếu đây là một sản phẩm thuộc dạng cao cấp, thì chúng ta phải tạo ra một sản phẩm có bề mặt rất là đẹp. Các cái phần khác nhau của sản phẩm này khi lắp ráp lại thành một tay cầm chơi game hoàn chỉnh, nó phải khớp với nhau một cách tinh tế và đẹp. Cho nên ấy, số lượng, chất lượng này, kết hợp thêm một cái nữa đó là công nghệ sản xuất, thì ba cái thứ này nó sẽ tạo ra được cái phần chúng ta dự toán chi phí. Tại sao mình lại chỉ nêu ba cái này? Tại vì ba cái này là ba cái đầu tiên mà về tư duy là chúng ta phải có trước. Thế thì từ ba cái này chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ nhé, số lượng thì vừa nãy chúng ta đã nói rồi, nó ít hay nhiều, tại vì
nó sẽ ảnh hưởng đến tính kinh tế theo quy mô. Chất lượng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí chất lượng, còn gọi là quality cost. Và công nghệ sản xuất chính là chi phí sản xuất, production cost. Cho nên ấy, bạn mà nắm được số lượng, chất lượng công nghệ sản xuất thì bạn sẽ suy ra được các cái thứ linh tinh ở phía sau đi kèm. Để các bạn cộng tất cả thứ đấy thì sẽ tạo ra dự toán chi phí hoàn chỉnh. Ok, như vậy sau cùng khi mà bạn đã tính toán được thì bạn sẽ ra được một cái tờ gọi là báo giá. Thế thì cái báo giá này nó chưa phải là giá cuối cùng. Cái giá cuối cùng thì ở bước 5 khi chốt giá ấy, thì chúng ta mới biết được giá cuối cùng. Còn bước 1 dự toán chi phí, nó là cái giá mà chúng ta dự định rằng với tất cả những gì tốt nhất mà tôi có trong tay của mình thì cái giá của tôi đã tính toán là giá con số A. Ok, khi kết thúc cái bước 1 thì chúng ta sẽ chuyển chiến lược giá của mình sang là thiết kế sản phẩm. Bây giờ ví dụ đi, bạn có một cái sản phẩm mới và một cái sản phẩm cũ. Vậy cái chiến lược giá của chúng ta là sản phẩm mới phải rẻ hơn sản phẩm cũ. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích lại về cấu trúc của hai cái sản phẩm này. Ví dụ cả mới và cũ đi, chúng ta đều liên quan đến thiết kế sản phẩm là cái vấn đề về khối lượng bằng nhau chẳng hạn. Hình dạng nó cũng giống nhau, nhưng mới và cũ nó khác nhau một chỗ thôi là cũ chúng ta cần một cái công đoạn để hàn, tức là welding, còn mới thì không có. Cụ thể hơn đi, ví dụ nhà bạn có nuôi một con mèo, và cái con mèo này nó rất thích một cái bát của con chó, và ở trên đấy phải có hình một cái xương chó nữa. Chứ rõ ràng ở đây về cơ bản cái bát chó của chúng ta sẽ gồm hai cái linh kiện chính là khúc xương và cái bát. Vậy câu hỏi làm sao để lắp chúng với nhau? Thì ở cái sản phẩm cũ này chúng ta sử dụng công nghệ là welding, cụ thể đây là hàn siêu âm. Nhưng chính vì cái bước hàn siêu âm này nó đội cái chi phí của chúng ta lên rất là nhiều, cho nên từ cái khâu thiết kế này chúng ta đã phải ra chiến lược giá là làm nào để sản phẩm mới nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn là ở đây vì ta không cần phải hàn nữa, ta chuyển sang một dạng thiết kế mới là ta in hình khúc xương lên cái bát thôi. Thế thì rõ ràng ta mất đi công đoạn hàn, từ đó chi phí để tạo ra sản phẩm mới nó rẻ hơn so với sản phẩm cũ. Ok, thế thì ở đây bạn cần phải hiểu sâu xa hơn một chút nhé. Nói là hàn siêu âm thôi thì mình nghĩ đơn giản, nhưng nếu mà ở đây có bạn nào chuyên về kỹ thuật thì bạn sẽ biết rằng là gì, để có thể hàn được siêu âm mình phải có máy hàn siêu âm, bạn phải có jig để đỡ sản phẩm part 1, part 2 này kẹp lại với nhau một cách chắc chắn, và thông qua cái tip hàn siêu âm này chúng ta mới hàn được hai cái sản phẩm lại với nhau. Vậy thì rõ ràng là gì, cái bước 2 chiến lược giá ở thiết kế sản phẩm này nó sẽ tạo ra một cái hệ quả là chiến lược giá của các cái công cụ. Ví dụ nếu thiết kế sản phẩm yêu cầu là phải có hàn siêu âm thì chắc chắn là gì, cái tip hàn và cái jig hàn này nó chính là cái thiết kế công cụ. Thì thiết kế công cụ nó có thể là tất cả các cái công cụ mà nó bổ trợ để tạo ra cái sản phẩm cuối cùng này. Ví dụ bạn muốn lắp ráp cái nửa A và nửa B với nhau để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Vậy thì bạn có thể sẽ có một cái công cụ nào đó mà chúng ta còn gọi là jig lắp ráp chẳng hạn, để lắp ráp với nhau một cách hoàn chỉnh và nhanh chóng chẳng hạn. Thì đấy chính là phần thiết kế công cụ. Vậy thì sau khi chúng ta thiết kế xong sản phẩm, thiết kế xong công cụ, rồi là chúng ta tạo ra các cái sản phẩm linh kiện. Ví dụ như cụ thể của chúng ta chính là sản phẩm ép nhựa, thì chúng ta sẽ tạo ra khuôn ép nhựa, rồi chúng ta đưa vào sản xuất. Và cuối cùng, trước khi sản xuất đại trà thì chúng ta sẽ chốt giá. Cho nên bạn sẽ thấy nhé, nếu bạn làm việc với các tập đoàn lớn, có thể là gì, ở cái bước 1 báo giá kìa, bạn báo giá xong rồi đừng vui mừng vội, tại vì cái giá đấy chưa phải giá cuối cùng. Trong quá trình mà bạn làm các bước như là thiết kế công cụ, thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn cối, ví dụ bây giờ không cần công cụ là một cái jig lắp ráp nữa, thì cái giá của cái sản phẩm đấy nó sẽ bị giảm đi. Cho nên cái bước 5 chốt giá này có thể cái giá thực tế đấy nó sẽ thấp hơn cái báo giá của bạn. Cho nên là đây là một điểm chia sẻ thêm. Ok, như vậy thì ngoài những cái này ra nhé, về chiến lược giá, bạn phải có một sơ đồ tổ chức. Tức là ở mỗi công đoạn này nó là các phòng ban khác nhau. Thế thì
rõ ràng cái chiến lược giá này của bạn, bạn phải họp hành làm sao để truyền tải tất cả đến mọi người. Và từng phòng ban này người ta phải có được cái mục tiêu target giá của họ, để họ giảm được cái chi phí thì nó mới đóng góp vào cái chiến lược giá chung của toàn công ty. Chính vì thế cho nên ở đây chúng ta sẽ suy nghĩ một cái rất là quan trọng, đó là làm nào để chúng ta đào tạo mọi người từ những người là gì? Báo giá, tức là ví dụ sale hoặc marketing gì đó, cho đến thiết kế sản phẩm là designer, thiết kế công cụ, kỹ thuật sản xuất như là kỹ sư. Đó, rất nhiều người nó sẽ phải tham gia vào cái chiến lược giá này. Thì cái kiến thức đầu tiên chính là chiến lược giá, pricing strategy. Và đây là cái tư duy đầu tiên mà mình học được khi chúng ta đi giảm chi phí của một cái sản phẩm đó. Không phải chỉ mỗi sản phẩm nhựa này đâu, mà nó có rất nhiều sản phẩm khác, áp dụng cho mọi thứ luôn. Nói chung thì trong video này mình tập trung vào sản phẩm nhựa, tại vì cái kiến thức thứ hai là phương pháp tư duy cắt giảm chi phí, thì mình sẽ lấy ví dụ về sản phẩm nhựa thôi. Thế rồi, vậy thì đây là cái tư duy đầu tiên khi bạn muốn cắt giảm chi phí. Bây giờ giả sử đi, bạn quyết định là gì? Sau khi tôi tính toán và tôi phát hiện ra là tổng chi phí là 10 tỷ để tạo ra một cái sản phẩm. Thế thì rõ ràng là gì? Nếu tổng chi phí này bạn chia kỹ hơn ra thì chúng ta sẽ được hai phần là chi phí cần thiết và lãng phí. Hiểu đơn giản như sau: chi phí cần thiết ấy là bắt buộc bạn phải chi tiền ra nhé để tạo ra sản phẩm. Nhưng lãng phí nó là những cái tiền mà kiểu linh tinh lung tung. Có nghĩa là nếu bạn có thể hoàn toàn loại bỏ lãng phí, chỉ còn đúng cái tiền cho chi phí cần thiết thì bạn vẫn tạo ra sản phẩm. Do đó cái cấu trúc giá này từ tổng chi phí này mình chia ra làm hai cấu trúc đơn giản hơn. Bạn sẽ thấy chi phí cần thiết nó sẽ chiếm tỷ trọng rất là lớn ở trong tổng chi phí nha. Thế thì cái tư duy đầu tiên của chúng ta chính là vậy thì tôi phải làm thế nào để tôi giảm được cái lãng phí này đi, từ đấy chi phí của tôi sẽ giảm đi. Thế thì đấy chính là cái bước 1. Giả sử đi, bạn giảm được 1% nào đó của lãng phí thì cái tổng chi phí của bạn nó bắt đầu giảm xuống. Và đây chính là cái bước 1, cách tư duy đầu tiên, đó là giảm lãng phí. Bây giờ hết cái phần lãng phí rồi, chúng ta bắt đầu nghĩ đến việc là làm thế nào rồi tôi giảm được cái chi phí cần thiết. Thế lúc này chúng ta sẽ tiếp tục đi chuyển sang phần giảm chi phí cần thiết. Thì rõ ràng nếu bạn tìm tòi, bạn làm một cái gì đó và giảm được chi phí ở cái phần này thì cái tổng chi phí mới này nó tiếp tục là nó giảm đi. Vậy rõ ràng là gì? Tổng chi phí mới giảm so với lại cái tổng chi phí mà bạn dự tính, hoặc giảm so với lại cái phần tổng chi phí của một cái dự án tương tự mà bạn đã làm trong quá khứ. Nhưng ở đây có một điều rất thú vị là cái sản phẩm của bạn bán ở trên thị trường, cái giá nó có thể là không đổi, thậm chí là giá nó còn cao hơn lên. Vậy thì lúc này cái lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên, tại vì nó là bằng doanh thu trừ chi phí. Mà bạn giảm được thằng chi phí này trong khi doanh thu thì không đổi, thế thì rõ ràng là lợi nhuận của bạn sẽ tăng lên. Thì đây chính là cái cách tư duy rất đơn giản về cái việc là chúng ta cắt giảm chi phí. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn, đó là đối với một công ty mà sản xuất sản phẩm ép nhựa thì cấu trúc giá gồm các cái phần chính nào mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay hiện hữu. Đầu tiên đó là chi phí sản phẩm. Nói một cách khác là gì? Một cái sản phẩm được thiết kế ra thì nó sẽ có về kích thước, rồi là mức độ phức tạp, yêu cầu công nghệ, ngoại quan, vẻ đẹp. Nói chung thì chi phí sản phẩm đấy chính là cái mà bạn chưa cần phải đi làm ra một cái khuôn cối, không cần phải đi sản xuất thực tế. Bạn đánh giá ở trên cái sản phẩm thiết kế thôi, bạn đã có thể dự trù được cái chi phí rồi. Nếu mà nó quá phức tạp chẳng hạn thì chắc chắn là gì? Cái khuôn cối, cái công cụ của bạn nó cũng sẽ phức tạp theo. Cho nên cái vị trí đầu tiên mà bạn tư duy để cắt giảm chi phí chính là chi phí của sản phẩm. Ok, vậy khi đã có được một cái bản vẽ và sản phẩm, bạn sẽ đi chế tạo các cái công cụ. Ở đây mình dùng từ tiếng Anh là tool. Thế thì cái đầu tiên đó là bạn phải đánh giá sự cần thiết. Ví dụ, chúng ta đang nói về sản phẩm ép nhựa thì khuôn ép nhựa là chắc chắn phải có rồi, tại vì không có khuôn ép nhựa thì không thể ép ra sản phẩm nhựa. Nhưng mà ví dụ cái dích đo, dích kiểm, dích lắp ráp, dích sơn gì đấy, cái nào cần thì bạn mới bắt đầu chế tạo.
cái nào không cần thì mình không cần phải chế tạo. Cho nên là nếu bạn loại bỏ được, mình không sản xuất các cái dịch linh tinh bừa bãi thừa thãi ra, thì cái chi phí của bạn sẽ được kiểm soát và nó giảm đi. Và cái thứ hai là để tạo ra các công cụ này, có rất nhiều phương pháp gia công thì bạn phải linh hoạt lựa chọn. Ví dụ thay vì sử dụng CNC, bạn có thể sử dụng EDM và đảo ngược lại. Lúc nữa chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ để chúng ta hiểu hơn về cái tư duy này. Tiếp theo là chi phí khuôn ép nhựa, được chưa? Rõ ràng là gì, đối với một sản phẩm ép nhựa, cái chi phí khuôn ép nhựa này rất là lớn. Thông thường những cái sản phẩm của chúng ta, ví dụ sản phẩm này có kích thước là 20 x 30 chẳng hạn đi, cm nhé, thì thường cái khuôn của chúng ta đã rơi khoảng 1 tỷ Việt Nam đồng rồi. Thì rõ ràng cái chi phí khuôn này rất là lớn. Và cái ngành công nghiệp sản xuất khuôn ép nhựa này thôi, bên trong nó đã ẩn chứa rất nhiều bí mật để có thể giảm chi phí rồi. Ví dụ đi, vật liệu làm khuôn, bạn muốn sử dụng loại thép là S50C hay là NAK80 hay là P20. Rõ ràng là gì, bạn chỉ cần thay đổi loại vật liệu làm khuôn thôi thì cái giá chi phí khuôn của bạn nó đã giảm đi hoặc tăng lên rất là nhiều. Tiếp theo là bạn phải lựa chọn linh hoạt giữa các cái phương pháp như CNC, EDM, rồi là cắt ray, nói chung thì rất nhiều công cụ, hoặc là in 3D chẳng hạn. Cái chi phí tiếp theo ở đây mà chúng ta cần phải tìm hiểu là chi phí vật liệu nhựa. Thế thì ngay từ cái khâu là thiết kế sản phẩm, tức là chi phí sản phẩm kìa, bạn đã hoàn toàn có thể loại bỏ được chi phí vật liệu nhựa bằng cách là gì? Chọn loại nhựa thích hợp. Và cái thứ hai là để đảm bảo cái vật liệu nhựa của bạn là nó tạo ra các sản phẩm tốt này, không bị hỏng hóc, thì bạn phải có cách bảo quản. Bạn phải FIFO làm sao mà nó ra vào một cách cân đối. Tiếp theo là chi phí thiết bị sản xuất. Ví dụ như là về máy ép nhựa thì bạn sử dụng loại máy đó, máy điện, máy thủy lực, máy có kích thước tấn là bao nhiêu, thời gian ép là như thế nào. Nói một cách đơn giản thì đấy là các cái thông số về sản phẩm ép nhựa. Ví dụ thời gian làm mát bạn đang để là 50 giây, thế nếu bạn giảm xuống 45 giây mà vẫn đảm bảo chất lượng thì chúng ta nên giảm chứ, đúng không? Tại vì cái khoảng thời gian làm mát nó là cái khoảng thời gian lớn nhất khi mà chúng ta thực hiện ép nhựa ở trong khuôn. Cái chi phí tiếp theo là liên quan đến con người này đây, chính là chi phí nhân công. Thế thì tùy vào cái sản phẩm này, các công cụ này, máy móc này, thì nó sẽ yêu cầu là cái nhân công của chúng ta là cần trình độ ở mức nào, kỹ năng ra làm sao, tay nghề, rồi là số người tham gia vào sản xuất, những cái ông QC, kỹ sư, những người quản lý. Rõ ràng chúng ta sẽ tốn rất nhiều chi phí cho họ. Và cuối cùng tạo ra sản phẩm cuối cùng, muốn bán nó đi, muốn chuyển nó, thì chúng ta gọi chung là chi phí logistics. Ví dụ như là bạn thiết kế cái packing, tức là đóng gói như thế nào, vận chuyển ra làm sao, chất lượng của những cái thùng các tông này, những cái thùng nhựa, thùng sắt gì đấy mà chúng ta chứa cái sản phẩm của chúng ta để chuyển nó đi đến cái nơi tiêu thụ, thì chúng ta có yêu cầu cao về mặt chất lượng không, cái tần suất chúng ta vận chuyển hàng mỗi lần, số lượng chúng ta chuyển là bao nhiêu. Tất cả những cái này nó sẽ ảnh hưởng đến chi phí. Và những cái chi phí khác mà chúng ta không cân đo đong đếm chính xác được, phụ thuộc vào từng công ty và từng hệ thống, nó sẽ có những khoản chi phí khác nhau. Ví dụ đi, nếu tỷ lệ phần trăm OK quá ít và phần trăm NG của sản phẩm quá nhiều thì rõ ràng cái chi phí sản xuất ra sản phẩm của bạn nó sẽ rất là cao. Hoặc ví dụ như tái chế nguyên liệu, bạn có được phép là tái chế vật liệu nhựa này để có thể ép phun lại không, thì những cái đấy nó sẽ giúp gỡ gạc cái phần chi phí. Thì những cái chi phí khác này phụ thuộc vào từng hệ thống, bạn phải nhìn nhận và tự điều tra thôi để mình biết xem là ở cái công ty đấy nó đang có những cái chi phí khác nào. Thì rõ ràng đây là một cái cấu trúc giá mà mình đã chia sẻ rất là nhanh thôi. Thực tế để tìm ra cái vấn đề mà nó tồn tại và giải quyết nó thì khó hơn rất là nhiều. Dù sao thì đây cũng là những cái phương pháp tư duy, hy vọng rằng nó có một cái gì đấy nó giúp ích cho các bạn. Thế thì chúng ta bắt đầu một số ví dụ cụ thể đi. Vừa nãy mình đã nói về cái ví dụ là máy hàn rồi. Chúng ta sẽ vào cái ví dụ tiếp theo. Giả sử mình có một cái sản phẩm là mình phải ép một tấm nhựa để lắp lên một cái đàn piano. Nếu bạn để ý kỹ thì người ta sẽ có một cái màu sơn gọi là
màu sơn piano black, tức là một cái màu sơn mà nó đem lại cái sự sang trọng cho sản phẩm. Nếu như bạn chưa hình dung ra được cái màu này như thế nào, bạn hãy đến xem một cái đàn piano 100 triệu nào đó, bạn sẽ nhìn thấy cái vẻ đẹp của cái màu sơn piano black. Tóm lại, nó hết sức là sang trọng. Nhưng ngược điểm của nó là muốn tạo ra sản phẩm đẹp thì rõ ràng nó yêu cầu bạn phải gia công khuôn một cách chính xác, đánh bóng khuôn một cách tuyệt vời. Và cái màu này, cái tỷ lệ lỗi sơn cũng rất là cao, vì thế nó yêu cầu tay nghề của người sơn cũng phải rất là cao. Nói chung thì để đạt được cái yêu cầu ngoại quan là màu sơn piano black, chúng ta sẽ tốn rất nhiều chi phí. Vậy thì có một cách rất đơn giản là ngày nay người ta đã tạo ra những sản phẩm ép nhựa mà nó có cái màu giống kiểu piano black, nó không khác gì cả. Cho nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản là ví dụ này đi, bạn có thể hiểu là chúng ta có thể đổi sang một loại vật liệu nhựa khác, nó tương đương, vẫn giữ được hình dáng chất lượng, nhưng mà giá của cái spec này nó rẻ hơn cái spec cũ. Thì đấy là ví dụ về đàn piano. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào một cái khuôn đi. Giả sử đây là một cái insert ở trong khuôn và bạn bắt đầu phải gia công chế tạo nó. Bạn hãy để ý ở trên này chúng ta có một cái lỗ rất sâu và quá hẹp. Thì rõ ràng là gì? Khi gặp cái hoàn cảnh này chúng ta không thể sử dụng cái cách gia công là CNC được, và chúng ta phải sử dụng là EDM. Nhưng khi sử dụng EDM bạn sẽ thấy chúng ta bắt đầu phát sinh những cái chi phí khác. Ví dụ chi phí làm điện cực này, mất nhiều thời gian hơn để có thể chế tạo được cái insert của cái khuôn này. Thế thì rõ ràng là gì? Ở đây cái điểm mấu chốt của chúng ta chính là bắt buộc chúng ta phải chuyển từ CNC sang EDM. Nhưng ngược lại, nếu một sản phẩm ấy mà nó lại có một cái lỗ chỉ nông, và cái lỗ này thì cũng rộng, có nghĩa là bạn không cần phải sử dụng EDM, thì lúc này chúng ta lại nhanh chóng chúng ta chuyển cái phương thức gia công chúng ta từ EDM chuyển sang CNC. Vậy thì rõ ràng phụ thuộc vào yêu cầu của sản phẩm này, của các công cụ, thì chúng ta phải linh hoạt chọn lựa cái phương thức mà chúng ta gia công, làm sao để cái chi phí gia công chúng ta nó phải tối thiểu nó giảm đi. Thế thì tại sao mình lại nói điều này? Tại vì có rất nhiều quản lý là chúng ta cứ để mọi người thích dùng phương pháp gì thì dùng, máy thì trống đấy, có chục cái máy CNC đang để đấy, anh thích dùng máy nào cũng được, được chưa? Thế thì rõ ràng là gì? Bạn chưa tính toán đến phần chi phí. Khi bạn bắt đầu tính đến chi phí, bạn sẽ biết là cái vị trí này ông thiết kế nha, chỗ này ông phải chỉ định là CNC thôi, hoặc là chỗ này ông thiết kế làm sao nó rộng thêm 1% nữa thôi thì không cần phải EDM. Đó, đấy là cái cách tư duy. Tiếp theo chúng ta vào ví dụ đi. Ở ví dụ này thì sẽ hơi khó hơn, cho nên là bạn nào mà không làm về kỹ thuật thì cũng không cần phải lo lắng. Nói chung ấy, để tạo ra sản phẩm ép nhựa thì phải có khuôn ép nhựa, và đây chính là hai cái tấm gọi là mold bay, tức là hai tấm kẹp khuôn. Thế thì rõ ràng là gì? Hai tấm kẹp khuôn này có kích thước to hay nhỏ thì nó cũng phải phụ thuộc vào cái lòng khuôn màu xanh ở đây. Giả sử đi, cái tỷ lệ tương quan giữa lòng khuôn và hai tấm kẹp khuôn đã cho ra một cái tỷ lệ thiết kế là chiều rộng của tấm kẹp khuôn là 0.6m, chiều dài là 1m. Nhưng rõ ràng nhé, khi chúng ta đánh giá kỹ ra chúng ta phát hiện là gì? Chúng ta có thể làm chiều dài nó giảm xuống chỉ còn 0.9 và chiều rộng chỉ còn là 0.5. Trong khi cái lòng khuôn màu xanh của chúng ta vẫn không đổi. Vậy rõ ràng chúng ta chỉ cần cắt một tí phần trăm của cái tấm mold base, tấm kẹp khuôn này thôi, chúng ta đã tiết kiệm rất nhiều chi phí rồi. Ví dụ không cần phải gia công, hoặc là đi mua hai cái tấm này, chúng ta cũng mua những tấm nhỏ hơn đây, nó cũng sẽ rẻ hơn. Nói chung thì có rất nhiều thứ ở trong cái khuôn ép nhựa này mà chúng ta có thể tối ưu hóa chi phí. Ví dụ như bạn có thể tiêu chuẩn hóa các linh kiện để thiết kế chế tạo sản phẩm khuôn. Ví dụ pin đầy đi, mình thống nhất là nếu không có gì đặc biệt thì 100% khuôn trong công ty là chúng ta sử dụng tiêu chuẩn hóa một loại linh kiện pin đầy, nó giống nhau thôi. Cái tiêu chuẩn hóa này ngoài giúp cho bạn là thiết kế một cách nhanh chóng thì
nó giúp cho chúng ta là quản lý được cái chi phí tốt hơn. Tức là kiểu hai cái khuôn ấy, thì gần như các linh kiện nó giống nhau, thì có nghĩa là chi phí mặt linh kiện của hai cái khuôn nó gần gần giống nhau. Tránh cái việc là có ông thiết kế thì chọn loại đắt, có ông thì chọn loại rẻ, mà cuối cùng thì không giải quyết được vấn đề gì. Được chưa? Như vậy toàn bộ cái ở trên đây mình chia sẻ về cái phương pháp tư duy cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ép nhựa Plastic Injection Molding. Thì hy vọng rằng với những cái kiến thức mà mình học này, mình chia sẻ lại thì bạn cũng có một cái gì đấy nhìn nó mới mới. Ok, như vậy bài học chốt lại ở đây nha. Kế hoạch, chúng ta phải xác định rõ ràng về cái sơ đồ tổ chức khi tham gia vào cái việc cắt giảm chi phí. Về cách thức làm, chúng ta phải xác định rõ mục tiêu cắt giảm là bao nhiêu và xây dựng cái kế hoạch cắt giảm. Về thực hiện, chúng ta phải áp dụng linh hoạt khoa học quản lý này, sản xuất, thiết kế này. Và cuối cùng chúng ta phải đánh giá và tiêu chuẩn hóa, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn. Tại vì cái hệ thống tiêu chuẩn này nó mới là chỗ giúp cho chúng ta là gì? Dễ dàng loại bỏ đi những cái thiết kế rườm rà, không hữu ích mà lại tốn nhiều chi phí. Và cuối cùng có một điều nằm ngoài bốn cái điều này, đó là cái công tác đào tạo của chúng ta. Chúng ta phải đào tạo làm sao những cái người mà người ta làm ở các bộ phận này, những cái nhân tố mà ở trong cái sơ đồ tổ chức cắt giảm chi phí này, họ phải có một cái gì đấy họ hiểu về các phương pháp là tư duy cắt giảm, hiểu về cái cách là điều tra vấn đề để tìm ra chỗ mà cần cắt giảm. Thì đấy gọi là đào tạo con người, HRD, phát triển nhân sự. Ok, hy vọng những kiến thức này hữu ích với mình thì cũng hữu ích với các bạn. Xin cảm ơn.